Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi Bạn biên tập chương trình sẽ được gửi tới quý vị thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật Sau đây sẽ là nội dung chi tiết Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Hào, sinh năm 2004 Chú thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang Về tội giết người và cướp tài sản Hào là nghi phạm giết và cướp xe máy, điện thoại của chị LTL, sinh năm 2003, quê huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, người mất tích từ mùng 7 Tết. Trước khi gây ra vụ giết người, cướp tài sản, Hào còn là đối tượng đã trộm cắp chiếc xe máy tại phường Thượng Đình, Thanh Xuân, rồi mang bán lấy 10 triệu tiêu xài. Nhận định về vụ án mạng, luật sư Nguyễn Văn Nam, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đánh giá hành vi của đối tượng Hoàng Minh Hào là đặc biệt nguy hiểm, táo tợn, liều lĩnh, côn đồ, coi thường tính mạng, tài sản của người khác xâm phạm nhiều quan hệ pháp luật được pháp luật tôn trọng và bảo vệ, trong đó có quyền thiêng liêng cao cả nhất là được sống. Chỉ trong thời gian ngắn, đối tượng Hào đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt trong bối cảnh toàn đảng, toàn dân đang tưng bừng không khí đón chào năm mới. Cụ thể, đối tượng đã thực hiện hành vi có dấu hiệu phạm tội trộm cắp tài sản, tội cướp tài sản và đặc biệt có hành vi giết người, tức đoạt tính mạng của chị L. Bên cạnh đó, cơ quan công an đang đấu tranh làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội hiếp dâm chị L của đối tượng Hào. Theo quy định tại Bộ luật hình sự, với hành vi vi phạm nêu trên, đối tượng Hào đã trên 18 tuổi, với năng lực hành vi và nhận thức đầy đủ, có thể áp dụng hình phạt cao nhất là tử hình. Đối với tội danh giết người, đối tượng Hào có thể bị áp dụng các tình tiết phạm tội như giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, giết người đã thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác, thực hiện tội phạm một cách man dợ, vì động cơ đề hèn theo quy định tại điểm E, G, L, Q, khoản 1, điều 123 Bộ Luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất từ 12 năm đến 20 năm tù trung thân hoặc tử hình. Đối với tội danh cấp tài sản, đối tượng Hào có thể phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tù trung thân, theo quy định tại Điều 168 Bộ Luật Hình sự. Đối với tội danh trộm cắp tài sản, đối tượng Hào có thể bị phạt tù cao nhất tới 20 năm, theo quy định tại Điều 173 Bộ Luật Hình sự. Bên cạnh đó, liên quan đến việc tước đoạt tính mạng chị L, ngoài trách nhiệm hình sự, đối tượng Hào phải thực hiện các nghĩa vụ dân sự về bồi thường thiệt hại cho thân nhân và gia đình chị L theo các quy định tại Điều 591 Bộ Luật Dân sự. Luật sư Nguyễn Anh Thơm, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cũng đánh giá hành vi của đối tượng Hoàng Minh Hào là rất dã dạ man, tàn ác, không còn tính người. Đối tượng đã lên kế hoạch dụ nạn nhân lên phòng 302, tầng 3 khu chung cư mini vì lý do thuê trọ rồi sát hại nạn nhân, chiếm đoạt tài sản. Để che giấu hành vi phạm tội, đối tượng đã giấu xác nạn nhân vào ngăn tủ bếp, sau đó đối tượng đã lấy một xe máy Honda Vision, hai điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn. Luật sư Thơm nêu quan điểm, tính mạng con người là điều cao quý và quan trọng nhất. Mọi hành vi tức đoạt tính mạng người khác đều bị xử lý nghiêm minh nhất theo quy định của pháp luật. Hành vi phạm tội của đối tượng không những đã tức đoạt tính mạng nạn nhân rất tàn ác mà còn xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ. Về mức án mà nghi phạm Hoàng Minh Hào có thể phải đối mặt, theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, xét hành vi của đối tượng này đã phạm ba tội giết người, cướp tài sản và trộm cắp tài sản. Tội danh và hình phạt được quy định tại Điều 123, 168, 173 Bộ Luật Hình Sự. Đối với tội giết người với nhiều tình tiết định khung tăng nặng để thực hiện tội phạm khác và có tính chất quân đồ, đối tượng Hoàng Minh Hào có thể sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình. Luật sư Thơm cũng đánh giá, đây là một chiến công xuất sắc của lực lượng công an nói chung và công an thành phố Hà Nội nói riêng việc nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc và bắt giữ được nghi phạm gây án đã góp phần mang lại sự bình yên của xã hội và niềm tin của người dân vào sự nghiêm minh của pháp luật. Qua vụ việc này, cũng cho mọi người, đặc biệt là các bạn nữ nêu cao tinh thần ý thức cảnh giác bảo vệ mình, không nên đi cùng gặp người lạ tại nơi vắng vẻ, ít người qua lại. Nếu có gặp thì phải có người đi cùng. Vụ việc cũng cho thấy tình trạng tội phạm trẻ hóa đặc biệt nguy hiểm, từ đó đặt ra cho các lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm yêu cầu nhiệm vụ mới nhằm loại bỏ tội phạm ra khỏi đời sống xã hội. Về manh mối phá án, lãnh đạo công an thành phố Hà Nội cho biết, Hát bị công an quận Thanh Xuân bắt giữ liên quan hành vi trộm cắp tài sản. Sau đó, bằng biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên đấu tranh buộc Hát phải khai ra hành vi giết người, cướp tài sản thực hiện trước đó. Nạn nhân trong vụ án là cô gái 21 tuổi LTTL. Theo vị lãnh đạo công an thành phố Hà Nội trong vụ án trên, cơ quan chức năng có điều tra HMH về hành vi hiếp dâm. Gia đình đã đưa thi thể cô gái xấu số về quê nhà để làm tang lễ. Ông Trần Văn Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa cho biết, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Mẹ cô gái mất cách đây gần 4 năm, người bố thường hay đau ốm, không đủ sức gánh vác cả gia đình, nên nhiều năm nay, L lên Hà Nội đi làm để giúp bố nuôi hai em ăn học ông anh cho biết gia đình cháu đưa thi thể về làm thủ tục hỏa táng và cho biết chính quyền sở tại đã tới động viên thăm hỏi gia đình nạn nhân bà o cô ruột lttl kể cháu gái làm quản lý phòng trọ cho thuê sau khi mẹ mất l xin nghỉ học ra hà nội đi làm cô gái quyết định chưa có bạn trai chỉ tập trung vào làm quản lý nhà trọ công việc mang lại cho cô thu nhập cùng mong ước xây được căn nhà mới cho bố và hai em bà oanh đau xót Vậy mà nhà chưa xây được, gia đình cháu cũng mới vui vẻ ăn Tết được mấy ngày thì xảy ra chuyện. Khoảng 23 giờ mùng 8 Tết, gia đình L nhận được cuộc gọi từ Hà Nội. Phía đầu dây là người bạn trọ cùng phòng, nói không thể liên lạc với L trong hơn một ngày qua. Linh cảm bất an, gia đình L lên đường ngay trong đêm, vượt quãng đường 200 km từ Thường Xuân Thanh Hóa. Họ có mặt tại Hà Nội vào dạng sáng ngày 18 tháng 2 và bắt đầu hành trình đi tìm cô. Đồng thời, gia đình L trình báo công an phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm về sự việc. Sau đó, người thân cô gái đến các khu nhà trọ, chung cư do cô quản lý để tìm kiếm thông tin, qua trích xuất camera, địa điểm cuối cùng ghi nhận được hình ảnh của L là khu vực nhà cho thuê trên phố Bùi Sương Trạch, quận Thanh Xuân. Camera ghi lại lúc 18 giờ 35 phút ngày 16 tháng 2, L đi ra ngoài bình thường và sau đó mất liên lạc. Tìm kiếm suốt hai ngày, mọi hy vọng của gia đình L sụp đổ khi thi thể cô gái được tìm thấy ở khu chung cư mini thuộc phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Khuya ngày 20 tháng 2, Công an thành phố Hà Nội phát thông báo tìm cháu Nguyễn Thị Quỳnh Trang, đi từ quê ở Hà Nam đến bến xe Giáp Bát Hà Nội từ chiều hôm ngày 15 tháng 2 đến nay chưa về nhà. Theo thông báo, Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ tin báo của gia đình cháu Nguyễn Thị Quỳnh Trang, sinh năm 2010, ở Vạn Phúc, Hà Đông Hà Nội, cháu đi từ quê ở Hà Nam đến bến xe Giáp Bát để về nhà. Mẹ cháu Trang cho biết, do là xe khách quen đi qua nhà ở quê nên con gái một mình tự bắt xe. Phía nhà xe cũng xác nhận Cháu Trang xuống tại bến xe Giáp Bát, còn đi đâu thì không nắm được. Suốt từ mùng 6 Tết tới thời điểm hiện tại, gia đình đã nhiều lần gọi điện vào số máy di động của Trang, nhưng lúc có chuông, lúc không và đầu dây bên kia không ai nhấc máy. Khi đi cháu mặc áo khoác đen, ống tay trắng, quần đen, dép đen, có sách túi bóng, quần áo màu trắng. Người nhà cháu Trang thông tin thêm, trước đó Trang có đi làm gần nhà. Tuy vậy do tính chất công việc mất nhiều thời gian nên cách đây vài tháng tôi đã xin cho cháu nghỉ ở nhà. Còn về việc Trang đã có bạn trai hay chưa thì tôi cũng không nắm được vì cháu rất kiên tiếng không tâm sự chia sẻ gì với gia đình về chuyện riêng tư